hướng dẫn đầy đủ để cài đặt app để kết nối giữa két sắt và điện thoại thông minh. Bước 1, mình vào điện thoại này, mình vào phần cửa hàng Play này, mình vào này, sau đó search cái phần mềm Tuya Smart, đó, cài đặt. Đây. Đợi một chút nó sẽ cài đặt thành công này. Thành công rồi, mình sẽ ấn mở này. Sau mình chọn đồng ý này. Rồi mình ấn đăng ký này. Ở đây mình sẽ nhập cái Gmail của mình vào. Mình đăng ký cái tài khoản, tức là mình đăng ký một cái tài khoản trên Tuya Smart. Mình sẽ đăng ký cái tài khoản là liên kết sắt. Đấy. Chọn đồng ý. Sau đó thì mình lấy mã xác minh. Lấy mã xác minh. Nó sẽ gửi cái nó sẽ gửi đến cái Gmail của mình cái mã số. Đây, sau mình sẽ vào Gmail này, mở lên. Sau mình lấy cái mã code này. 107263. Nhập vào 107263. Mình đặt mật khẩu cho cái tài khoản của mình thôi. Đặt mật khẩu xong thì mình cứ go to app thôi. Cho phép cài đặt. Rồi. Sau đó cài đặt xong rồi mình sẽ đến phần thêm thiết bị. Sẽ ấn thêm thiết bị này. Nó cài ấn cài đặt này. Bật cái định vị của mình lên. Sau đó mình sẽ vào phần ổ cắm có wifi này. Được chưa? Đấy. Ở đây là của mình là cái wifi nhà mình. Nhớ là cái mạng của mình là phải là mạng 2.4G. Đấy. Ví dụ mình nhập wifi nhà mình thôi. Rồi, ấn tiếp theo. Ấn tiếp theo. Tiếp theo. Đấy, cái đến cái bước mà quickly này mình sẽ dừng lại, mình thao tác trên két sắt mình phải mở két ra này, sau đó mình ấn nhả cái phím set, ấn nhả phím set này, sau đó mình sẽ nhập password setup 1 2 3 4 5 6 này, ấn thăng này, chọn số 6 để kết nối này, rồi quay về sửa điện thoại. Sẽ chọn phần quick này, sau đó chờ cho hai cái nó kết nối với nhau. Ở trên này sẽ nháy vàng này, còn trên điện thoại sẽ quét, hai cái nó sẽ quét kết nối với nhau. Đến bước này mình chờ thôi. Đây, đây nó sẽ báo là kết nối thành công này, sau mình chọn hoàn tất. Ấn test thử. Đó, được rồi. Next. Done. Đó. Cho làm cái dữ liệu vào. Rồi nhá. Bây giờ két sắt bằng vân tay này. Cho vân tay vào này. Đèn xanh này. Tay mở đúng không? Đây, trên điện thoại sẽ báo về này. Chờ một chút. Đó, nó sẽ báo về. Đó. Electric unlocking. Nó sẽ báo mở về điện thoại cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mở két sắt từ xa này. Thì để mở két sắt từ xa các bạn ấn lệnh này. 00 thăng. Sau đó các bạn ấn remote the open the door này. Ấn xác nhận này. Để trên đây. Đấy, két sắt đã mở rồi. Mình sẽ tay cầm là mở két được. Đó. Vừa rồi Phương đã hướng dẫn các bạn là cách kết nối giữa điện thoại và két sắt và cách
làm sao để két sắt có khi có ai đó mở két nó sẽ báo về điện thoại của mình và các bạn có thể mở két sắt từ xa một cách dễ dàng. Chúc các bạn sử dụng két sắt một cách hiệu quả. Cảm ơn.